Hoàng Quý Sơn xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quý Sơn Channel. Hôm nay thì ở Houston đó, nó gặp có nhiều trục trặc cho nên là bị trễ chương trình một chút xíu, mong quý vị thông cảm. Xin chào Vũ Anh. Chúng tôi Trần Đức Quang xin kính chào tất cả các quý vị thành viên của nhóm Channel Hoàng Quý Sơn. Kính chào anh Sơn. Thì hôm nay là live stream số 52, chủ đề của mình là tu tập ở chùa và tại gia thì công đức có như nhau hay không. Nhưng mà trước khi mà đặt câu hỏi đầu tiên với anh Sơn thì Vũ Anh thay mặt cho tất cả thành viên đảng ta xin được hỏi thăm anh về cái vấn đề mà bão tuyết ở Houston mình, về gia đình của anh nói riêng và tất cả các đồng hương hoặc là thành viên của làng ta mà ở bên bên Houston hoặc những vùng lân cận. Thì câu hỏi đầu tiên xin anh chia sẻ cho mọi người biết về cái tình hình bên bển như thế nào. Thì nói chung là bão tuyết ở đây là 100 năm rồi nó chưa có đó. Cho nên là ở Houston họ rất là vất vả, rất là cực khổ. Vậy hả? Người dân tại vì người dân đó là coi như 5 6 ngày đó, giống như nhà bên 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 những người thân của anh đó là nhiều nhà 5 6 ngày không có điện, không nước, không gì hết, là họ sống trở về sống primitive giống như thời của Việt Nam trước trước 75 vậy đó hoặc là nhiều khi cái thời thời đồ đá của mình đó. Tức là khi mà nó bão tuyết xuống nó bể ống nước hay sao rồi nó cúp điện hả? Nó bể ống nước, nó cúp điện. Bể ống nước là sau mấy ngày nó lạnh quá đó, bắt đầu nó mới bị bể ống nước rồi. Sau khi mà nó bể ống nước rồi đó thì mình coi như mình không 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 làm gì được nữa, thì mọi người đứng yên. Mà cái khổ nhất là lúc đó là trời nó rất là lạnh và bị đóng băng ở ngoài nó, cho nên xe cộ không chạy được đó. Cái đó là cái khổ nhất. Thành ra mọi người lúc đó chỉ có biết ngồi yên một chỗ thôi, đâu có làm gì được khác đâu. Có muốn Là mấy nhà có tổng muốn cộng mấy ngày 5 ngày 5 ngày luôn, lạnh suốt 5 ngày luôn, dễ sợ ha. Thì Đâu thực nguyên ra cái này đó, trong cái bài mà tôi đi gặp Ngọc Hoàng với lại các táo đó, thì lúc đó khi anh xem đó, thì có biết rằng là người dân của năm nay, đặc biệt là năm nay, người dân sẽ gặp rất rất nhiều tai họa đau khổ vậy triền hả? miên trong năm nay. Khắp thế giới No, no. hay Tại lúc là đó ở anh chỉ mình coi cho nước Mỹ thôi. thôi? Vậy đó Vì hầu một động Lâm Bạch Hổ mà vậy phụ mẫu đóng ở đó, cho nên là người 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 dân sẽ rất là đau khổ, rất vất vả. Kể là mưa bão gió tuyết lục lội đủ hết. Lục lội thì không có, nhưng mà thứ nhất là nó sẽ thiên tai. bị những cái tai thiên tai thiên tai hạn hán rồi như pandemic, tức là không những chỉ có chuyện của cái pandemic là về 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 COVID, mà nó còn là nhiều thứ khác nữa, nhiều cái loại bệnh khác nữa. Ồ vậy hả? Có thể nó sẽ Wow. có nhiều thứ khác lắm, và đặc biệt là cái tai họa là cuộc người dân là sẽ rất là khổ. Năm nay là năm tai họa của người dân nước Mỹ, nhiều lắm. Từ đây tới 2 năm nó còn còn đủ thứ cái đó. Tại vì may mắn là mình được cái phước đức của ông Biden, ông lên, mà ổng thì đâu có phước đức, thấy chưa? Thành ra cái người mà hay tổng thống mà không có phước đức thì đất nước nó phải sinh ra tai họa, cái đó là chuyện đương nhiên. Mình cứ ngồi mình chờ nó phải tới, mình có trốn 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 không được. Mới Vậy hả? Wow. có vừa đầu năm phát là đã thấy Thấy thê thảm rồi, thấy không? đó thì nghe theo lời của anh thì tất cả những người nào đang sống ở trên nước Mỹ mình là chuẩn bị Ráng mà tinh thần để cho tu ráng những mà cái tu. tai luôn. Cho nên cái điều này mới rõ ràng không, tất cả mọi người khác đó thì bị cúp điện khá là lâu mà không nước không gì hết. Nhà anh thì cúp điện chỉ có một ngày thôi, và nói chung là cũng không có gì ầm ĩ.
rồi lại trở lại bình thường. Và nhưng quanh giờ này kia muốn tắm phải chạy qua nhà anh tắm, bà con Tôi nghĩ là ai muốn tắm chạy qua nhà để tắm. nó bên kia nó cúp Bởi nước vì nó mà. cúp nước, không có tắm được, không làm được, không tắm rửa được. Cho nên nói chung thì nhiều người bị vất vả, nhưng mà nhà anh thì không có gì, chỉ có một ngày gì vậy thôi. Mà một ngày vui là mình chạy vòng vòng, mình đi kiếm cái này cái kia, mình làm để mình giải quyết những cái vấn đề nhỏ nhặt vậy thôi, không có gì đáng kể đó. Nói chung là Vậy anh hả? bị quá nhẹ. Vậy hả? Vậy may mắn cho anh Mà thì được cái là rồi nhờ cảm vậy ơn đó là gia đình lại có cơ hội ngồi chung. Tại vì ban gần đêm gũi có nha. một đêm, cái tối đó là mình không có điện, đó là tại vì lý do là điện nó cúp đó, thì mình được đốt lửa trong cái fireplace lần đầu tiên 16 17 năm mới được đốt lửa một lần. Và nhờ vậy gia đình ngồi chung chụp ảnh rồi này kia nó cũng vui, hiểu chưa? Dễ sợ chưa. Ok rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ. Thôi để bắt đầu vô chương trình để mọi người không chờ đợi, thì cái câu hỏi hỏi đầu tiên của anh đến với anh á là theo chủ đề ngày hôm nay của mình, tu tu tập ở nhà và ở chùa như khác nhau hay không đó, thì câu hỏi đầu tiên là gì? Có rất nhiều người cho rằng tu ở nhà và tu ở chùa không có gì khác nhau, nhưng mà ở nhà cũng có, giống như ở nhà mình cũng có tượng Phật, hình Phật, ở chùa cũng có, rồi ở nhà thì cũng vậy, thì người ta nói tu ở nhà thích hơn, thoải mái hơn. Vậy thì thầy theo anh thì cái ý kiến đó thì như thế nào, đúng sai hay là anh À, như thế thật nào? ra nếu mà nói tu ở chùa và tu ở nhà đó thì mình phải phân biệt nó như thế này nè, nó mới đúng. Ví dụ như mình nói tu ở chùa có nghĩa là mình phải cạo đầu, trọc lóc, mặc áo vàng, và mình vào mình phải được thọ cụ túc đàng hoàng thì gọi là tu ở chùa. Hoặc giả là mình là chú tiểu chú điệu thì mình vào mình làm cạo đầu tập tu thì cái đó mình không nói, cái đó mới gọi là tu ở chùa, đúng không? Còn ví dụ một người mà gọi là tu ở nhà cư sĩ đó, nếu như vừa đúng như những gì anh vừa nói, tức là gọi là một tu sĩ. Còn nếu mà mình là một cư sĩ ở nhà thì mình tu ở nhà cũng phải toàn thời giống như vậy mới gọi là tu, đúng không? Còn nếu không thì mình chỉ là những người tập tu mấp máp vậy thôi, chứ không phải gọi là tu. Chừng nào mà một ngày, tối thiểu mỗi sáng mình phải tụng kinh trì chú một thời, chiều tụng kinh trì chú một thời, thì như vậy mới gọi là tu, đúng không? Chứ còn nếu bây giờ mình cứ bình thường mình ăn chay rồi mình đi làm từ thiện ba cái lặt vặt đó chưa gọi là tu, cái đó chỉ gọi là tập tu thôi. Rồi Một một thời của anh là khoảng bao lâu anh không Sơn? Anh nói không anh một thời anh quá. nói đó là anh nói người ta, chứ còn anh là anh tu toàn thời nói làm gì, không Không có không ý. thì đúng không, nhưng mà của anh hỏi anh một thời À, á một thời là nó khoảng thì bao người lâu đối với. bình thường làm, thí dụ như mình tụng một cái kinh A Di Đà thì nó cũng khoảng 45 phút, mình tụng một cái kinh Dược Sư thì cũng khoảng 45 phút, đại khái là tụng kinh trì chú niệm Phật gì cũng thì cũng khoảng trong vòng tiếng tiếng rưỡi, đại khái đó là trung bình, hoặc 30 phút hay là mình lại sám hối 30 phút, thí dụ vậy. Thì đó là cái trung bình ai cũng như vậy, nhưng mà đây anh không nói anh nha, anh thì anh không là ít làm mấy chuyện đó. Rồi nhưng mà cái vấn đề là nếu mà mình bảo rằng tu ở chùa mà những người cư sĩ lâu lâu đi vào chùa tụng kinh, mỗi tối đi vào chùa tụng kinh thời ví dụ vậy, hay là lâu lâu chùa có cái gì đó mình đến chùa mình làm, thì cái đó nó không gọi là tu ở chùa. Mấy người đó gọi là đi 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 tập tu thôi chứ không phải là tu ở chùa. Muốn tu ở chùa là phải vô chùa ở 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, năm gì đó không biết, nhưng mà phải vào chùa ở. Đó, cũng giống như mình ở nhà là quanh năm mình tu mà, đúng không? Thành ra nếu mà bảo rằng tu ở chùa hay tu ở nhà đó, thì nếu tu như vậy gọi là giống nhau, mới gọi là tu thì giống nhau. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà chúng ta vào chùa tu đó, quý vị sẽ thấy nó rất là cực. Tại sao chúng ta cực? Là tại vì nếu các cái vị thầy mà khá đó, hoặc là có đạo hạnh đó, hoặc giả là các cái vị thầy đắc đạo đó, thì một người vào trong chùa tu các thầy sẽ hành hạ dữ lắm. Phải bắt làm từ sáng tới tối, ngủ nghe không có được bao nhiêu đâu, chừng ngày ngủ nhiều lắm 3 4 tiếng, nhiều 5 tiếng là quá sức rồi đó. Tại vì nếu mà ngủ nghe vậy thời gian đâu nữa tu, ngủ nhiều quá thì đã nói ngủ nhiều quá sinh ngu si làm sao tu. Cho nên là các thầy sẽ hành hạ, cố tình hành hạ chứ không phải là hành hạ bình thường.
Tại sao phải hành hạ như vậy? Phải có hành hạ như vậy thì cái người tu mới có cái cơ hội mà tu được, phải không? Nhưng nếu mà dễ dễ vậy sao mà tu huấn nhục, mà ta gọi là đi huấn nhục mà phải phải hành hạ dữ lắm. Tại nên mình đừng có mong hãy đi tu là mình phải được người ta an ủi, mình đi tu mình sẽ phải được người ta nói những cái lời hay ý đẹp cho mình nghe, không có đâu. Vô chùa mà làm sai đó hả, các thầy xách roi ra đánh, bắt nằm xuống đánh cây to vậy đó, quất, không thì bắt quỳ hương, quỳ một lần hai ba tiếng, ba bốn tiếng, vậy đó, hoặc cả ngày, chứ không phải nói chuyện tu mà đó, tu là huấn nhục mà, bởi vậy mới mới gọi là tu, chứ nó chịu không được vậy sao tu, thấy nha. Thành ra nếu mà tu mà đúng mức được như vậy đó thì phải nói là rất là tốt. Tốt đây là tốt là để tập cho mình được nhẫn nhục thế thôi, nhưng cái đó nó chưa chưa phải là tu, hành hạ như vậy cũng không phải là tu. Bởi vì tu nó nằm trong này nè. Nó nằm do cái tâm của mình nhận được hay không nhận được, nó không có dính dáng gì tới là em trọc đầu hay là có tóc, cũng không dính dáng gì cái chuyện là mình ở trong chùa hay là mình ở ngoài, nó cũng không dính dáng gì là cái chuyện mình ở nhà hay là mình đi phải vô núi. Nhưng mà mình nói như vậy là mình thấy nè, nếu mà thật sự tu mà ở chùa tốt thì tại sao các cái vị đắc đạo đa số cái thời xưa, không nói thời nay mà thời xưa, tất cả, hầu như tất cả chứ không phải tất cả, hầu như tất cả các vị đắc đạo tại sao cứ phải vô núi tu vậy? Vậy vậy không? Thế thì cho thấy là nhất định tu không có nhất định phải ở chùa. Rồi ok. Cái sẵn đây Vũ Anh hỏi anh luôn, có nhiều người giống như mình lớn lên, mình tới cái duyên hay như thế nào đó, mặc dù lấy chồng rồi, lấy vợ rồi, hoặc là có con cái, mà có ngay cả con cái chưa lớn nữa, chưa đủ tuổi trưởng thành đó, những người đó giống như bỏ chồng hoặc là bỏ vợ, bỏ con cái đi tu như vậy á, thì anh, theo Vũ Anh á, thì đó là cái duyên nó tới, nó, cái nghiệp nó tới, hay là cái còn có trách nhiệm hay không anh? Cái những người đó thì đối với anh á, những người đó đi tu nó có đúng chưa? Tức là con cái mình nó chưa trưởng thành, mình bỏ hết mọi cái ngoài đời để mình lo cái bản thân của mình, như vậy nó đúng hay nó sai đối cái, với anh? Cái đó, cái đó thì nó phải như thế này. Vậy chứ Đức Phật khi mà đi tu đó thì vợ ngài, con ngài thế nào? Đúng rồi. Cái vấn đề ở đây đó, mình không có nói cái chuyện là anh bỏ hay anh không bỏ, hay là chị bỏ hay chị không bỏ, cái đó nó không quan trọng. Cái quan trọng là chị đi tu để chị làm cái gì? Và chị đi tu để mục đích là để chị làm cái gì cho chị và cho tất cả chúng sanh. Cái đó mới là cái quan trọng. Tức là tu có đắc được đạo thôi không? Nếu không đắc được đạo thì ăn cơm của bá tánh chỉ gọi là giống như đi ăn mày của bá tánh vậy thôi. Thế thì nó không có lợi gì cho ai hết, đúng không? Còn nếu tu mà được đắc lực rồi đem cái pháp bảo ra, để đem những cái pháp môn của Phật ra hướng dẫn lại cho nhiều người cũng được giác ngộ và giải thoát giống như mình, thì cái điều đó nó quá tốt, nói làm gì nữa, đúng không? Cho nên ở đây nó không có nhất thiết là hễ con cái của mình chưa lớn thì mình không nên bỏ. Sở dĩ mình không nên bỏ là tại vì mình chưa chắc là mình vào trong chùa mình ở xong đó mình có tu được thành chánh quả hay không. Không thành chánh quả thì mình đã thiếu nợ bá tánh, còn thiếu luôn cả với gia đình mình nữa. Như vậy thì cái cơ hội mà được vãng sanh nó cũng khó, mà đầu thai thôi cũng đã khó rồi, nói chi tới vãng sanh. Còn nếu mà tu vào trong đó tu để mà được vãng sanh thì dĩ nhiên là muốn bỏ gì bỏ thôi à. Tại vì mình tu cái mục đích của mình, mình nợ họ đời này không sao. Tại vì khi mà em tu em đắc đạo, em nợ ai em tự biết mà, đâu có cần gì đâu, cứ lên trên xong rồi xuống trở lại đầu thai lại hóa độ cho họ. Đời này dĩ nhiên là mình cố tình bỏ đời này để mình cũng cố bỏ đời này cũng cố để xong. Ok. Rồi. Ok, để bắt đầu câu hỏi của khán giả của mình đặt nha. Thì câu hỏi số 1, chùa ở quê chồng con thường làm lễ giải hạn hoặc cúng lễ cũng mất nhiều tiền theo định giá, nếu con đi chùa ở đó có nên không ạ? Đó thì chúng ta thấy không, nếu mà vào chùa tu hồi nãy mình vừa nói đó, nếu mà vào chùa tu để rồi chỉ cúng sao giải hạn để mục đích kiếm tiền thì hay là mục đích để xây chùa cho mất to tiền. Chúng ta thấy có nhiều người đi tu đó, mục đích là không phải là để phổ độ chúng sanh gì cả, mà là để làm sao để mình có cái chùa cho thiệt lớn, để làm sao mình có cái xe thiệt đẹp, để làm sao mình có được nhiều Phật tử, để được nhiều phần cúng dường, hay là bày vẽ ra những cái cách để mà kiếm tiền vào đầu năm cúng hạn giải sao, ví dụ vậy. Thế thì nó không
có cái ý nghĩa gì để mình đi tu hết. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả những người làm những cái việc là như cúng sao giải hạn thì không giúp được chúng sanh. Dĩ nhiên là cũng có, nếu như những chúng sanh nào mà họ hoàn toàn không có duyên với Phật Pháp, thì ví dụ như nghe một cái vị thầy đó hay lắm, có cái khả năng mà hễ ai có cái gì tới cúng sao giải hạn là lập tức hết. Thì nếu cái vị thầy đó họ tu có đắc lực, đúng không? Anh ví dụ giống như thầy Giác Hạnh đi, khi mà thầy làm cái trai đàn Bạc Độ đó, thì tại vì thầy có phát cái nguyện đó cho nên thầy có cái khả năng để mà có thể giúp được rất là nhiều vong linh trong cái thời điểm đó. Nhờ đó sẽ có rất là nhiều người nghe đến cái tên của thầy và nghe làng ta giới thiệu về thầy lập tức, và nghe làng ta lại kêu gọi cái phần cúng dường tịnh tài để mà thành lập cái trai đàn, ví dụ vậy. Thì cái điều này đó, thầy hoàn toàn không có xin xỏ ai, cũng không có đặt ra một cái vấn đề tiêu chuẩn về tiền bạc gì cả. Thầy bổn phận của thầy, mà phải đúng nó là như vậy. Cái bổn phận của thầy là làm cái việc đó. Còn cái việc đi xin quỹ, gây quỹ hay là quyên góp, đó là cái bổn phận của những Phật tử ở trong làng ta. Nếu mà thầy khởi một cái tâm làm việc đó để cho người ta cúng dường tiền bạc để thầy đi làm cái công việc đó, thì thầy Giác Hạnh sẽ trở thành một vị thầy tào lao. Mà dĩ nhiên đối với anh thì bất kỳ một thầy nào tào lao thì anh hoàn toàn không có ủng hộ, không có kêu gọi, không giúp đỡ, không có muốn gần gũi. Đó, chỉ nó chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên thầy Giác Hạnh, bổn phận của thầy là thầy làm cái việc của thầy. Chính vì như vậy cho nên chúng ta phải rất là trân trọng những gì thầy làm. Đó. Còn ví dụ như thầy đứng ra thầy kêu gọi, thầy gọi tiền giống như các cái chùa khác đến hay là cầu siêu thì 3 triệu. Thí dụ cầu ăn là 1 triệu, quy y Phật tử là 1,5 triệu hay là 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu gì đó đại khái. Hễ anh ra cái số tiền, tức là anh cạo đầu để đi kinh doanh chứ không phải anh cạo đầu để đi tu. Phải hiểu rõ như vậy. Đúng rồi. Okay. Còn cái chuyện mà các bạn đó, còn cái chuyện mà các bạn đó có đến cái chùa, có nên đến chùa đó hay không, thì nó đơn giản là như vậy. Bạn đến chùa là bạn tu cho bạn. Bạn đến chùa là bạn tu theo Phật chứ không phải bạn tu ông thầy đó. Ông thầy đó nó không có dính dáng gì tới bạn hết á. Ổng có tu được đúng hay không tu được gì, nó cũng chả có ăn nhậu gì tới bạn. Nhưng mà nếu bạn tới đó để ổng làm phiền bạn, ổng gây phiền não cho bạn, thì dĩ nhiên là bạn tốt nhất là bạn đừng tới. Vậy thôi. Rồi, các bạn đang theo dõi livestream của chúng tôi, xin cứ thoải mái đặt câu hỏi nhé. Ok. Rồi thì Quang sẵn em Quang hỏi anh Sơn câu luôn, là không biết bên Hiếu Sinh anh Sơn có khu vực của mình có nhiều chùa không, chứ bên Cali của anh nhiều chùa quá, quá nhiều. Khu vực của anh rất rất là nhiều chùa, có thể tới bây giờ chắc cũng khoảng chừng chục cái, hơn chục cái. Anh chục, bên của anh chắc mấy chục á, 4-5 chục á. Mà không, đây là chỉ nói nhỏ Houston thôi nha, Houston thôi. Dạ, dạ. Chắc thì của anh cũng nói ngay chỗ. Nhưng mà quận cái mà chục cái, mà cái nào cũng to hết. Đúng, của anh cũng vậy luôn, bên đây cái nào cũng to mà. Hoặc là bây giờ bà con mình là những thầy đó mua những cái căn nhà nhỏ nhỏ xong mới bắt đầu sơn màu vàng lên thì cái rồi để tượng tốt tượng, tại tượng vì tại vì dĩ nhiên là mỗi người mỗi pháp môn, không có ai theo ai hết trơn. Bây giờ làm sao mà để cho mọi người cùng đến được, cho nên cái đó nó khó. Cái đó nó khó. Ví dụ như Houston thì khoảng có 150,000 người Việt Nam thôi chứ nhiêu, đúng không? Mà có 10 chùa. Bên đây đông lắm, bên đây chùa lớn nhiều lắm. Ok. Câu hỏi số 2, lễ dân sao giải hạn theo quan niệm mỗi năm, mỗi tuổi có sao xấu, sao tốt, sợ nhất nam La Hầu nữ Kế Đô. Theo thầy dân sao làm hình nhân thế mạng có giải được hạn hoặc giảm nhẹ không ạ? Con cảm ơn thầy. Chúng ta thấy rằng đó, tất cả những cái đó nó chỉ là những phương tiện, không phải là nó không có. Nó có. Nhưng mà mình biết nó có thì nó có, mà tào lao thì nó vẫn cứ tào lao. Thật ra đó,
cái nam đó đâu có phải sợ sao la hầu. Các cô nhớ như vậy nè, khi có chồng á mà gặp cái thằng nó có cái sao la hét á thì mình mới sợ nha. Chứ còn cái sao la hầu nó ăn thua gì, tôi năm nào cũng gặp sao la hầu đó. Tới cái vấn đề là cửu chính cái sao đó tôi không có xem nữa, lâu năm lắm rồi, mấy chục năm tôi không xem. Tại sao tôi không xem là tại vì nó đơn giản là cứ năm nào tới năm la hầu tôi cũng đẹp hết, năm nào la hầu tôi cũng tốt hết, mà không những mình tôi tốt mà vợ tôi cũng tốt nữa. Thành ra mình biết cái sao la hầu là sao tốt chứ nó không phải sao xấu nha. Cho nên các bạn mà sợ cái sao la hầu là tự động nó xấu, tại vì mình sợ là nó sanh ra xấu chứ không phải cái sao đó nó làm cho xấu. Thật sự cái sao la hầu này là cửu diệu, nó có thật. Chính cái sao này là cái sao có thật, nó có thật trên đời chứ không phải là mình tưởng tượng. Sở dĩ họ chỉ đổi cái tên thôi, chỉ đổi cái tên, nhưng mà những cái sao này là có thật. Nhưng những cái tinh tú trên trời không, nó không có nói bảo rằng nó không có ảnh hưởng tới cái đời sống của mình thì nó không đúng, nhưng mà bảo rằng nó chi phối mình thì nó cũng không đúng. Cho nên là hễ mình sợ là nó sinh ra tai họa, không sợ chả có tai họa gì hết. Chuyện nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn thí dụ như nữ kế đô, các anh mà có vợ mà nếu gặp sao kế đô đó cũng đừng có sợ, chỉ sợ nó nằm kế bên thằng khác thôi, sao kế bên mới sợ chứ còn kế đô không có sợ nha. Hay là giống như nó có mấy cái sao như là sao Thái Bạch chẳng hạn, Thái trắng Thái đen còn không sợ nữa, Thái Bạch ăn thua gì nha, không sợ mấy cái sao đó. Là đối với tôi là tôi sao nào tôi thấy cũng tốt hết đó. Thì đó giống như cái câu hỏi thứ ba mà... mấy cô vợ mà gặp thằng chồng mà nó có cái sao thái giám đó là mới sợ nha, sao đó là nửa năm nửa nữ đó, cái đó mới sợ. Ok, đó thì trong một bạn cũng đặt câu hỏi số 3 cũng giống như các bạn vừa rồi, thì tại sao người ta lại dùng những cái sao la hầu kế đô để dùng cho tượng trưng cho điểm xấu hoặc là điểm tốt, có không? Thì tất cả những thì cái mình... những cái thứ đó, ví dụ cái sao la hầu mình nghe nó đã xấu rồi, thì bây giờ họ đặt ra cái đó để cho người ta ra ta lo sợ vậy thôi. Mục đích của các vị đó là cái phải nhớ như vậy nè, sao xấu bao giờ nó cũng nhiều hơn sao tốt hết, tại vì không cần đặt nó cũng tự động xấu rồi. Quý vị cứ nhìn đi, ở trong cuộc đời của quý vị đó, suốt một cuộc đời của quý vị đó, quý vị có bao nhiêu năm tốt, được bao nhiêu năm tốt, đúng và rồi. Có bao nhiêu năm xấu, hầu như đa số là xấu, xấu nhiều hơn tốt, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì quý vị thử nghĩ đi, tại vì cuộc đời của mình là bắt buộc nó phải xấu, nhưng mà đó là quý vị. Còn tôi đó, nếu mà tôi kiểm lại từ cuộc đời của tôi, từ lúc tôi sinh ra cho tới bây giờ, năm nào cũng là năm tốt hết, hầu như cái số mà năm xấu đó tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy thì nó đâu có cái vấn đề gì đâu, nhưng mà tại vì đại đa số tất cả mọi người đều bị xấu, cho nên là họ bày ra, họ vẽ ra toàn là những cái chuyện xấu không à. Cho nên bây giờ đó, nếu quý vị đến xem với một cái vị thầy tử vi hay là một thầy nào cũng vậy, bất kể, đối với một người tử vi đó mà giỏi, xin lỗi, đối với một người mà khôn ngoan thông minh đó, thì vào là cứ phán cho các bạn xấu đi, bảo đảm 70% là trúng, đâu cần học gì đâu. Đúng không? Cứ nói anh xấu lắm, cái này xấu, cái kia xấu, cái gì cũng xấu hết, thì coi như là 70% là họ đúng. Tại vì cái số người đi xem tử vi đó thì bảo đảm là 70-100% là khổ rồi, thì bây giờ cứ nói 70% khổ thì đa số là nó phải trúng tới 70% hoặc 80% hoặc 90% nữa. Cho nên quý vị có cần gì phải học gì đâu, nói láo cũng được mà. Là nó nói thầy bói nói dối với ăn tiền à, dễ lắm, cứ vào cứ nói xấu là tự động đúng, cái mà nói tốt lắm mới khó, chứ còn nói xấu dễ lắm. Mà bây giờ nói đơn giản như vậy, các bạn cứ ngồi mà tính đi, thầy bói Việt Nam đó tràn lan trên mạng đúng không? Quý vị thấy đó, họ đoán tất cả, họ đều nói là ông Trump làm tổng thống, thế mà ông Trump lại thất bại. Thế có nghĩa là 95% là nói bậy không ha? Có thể nói là 99% nữa chứ không phải 95. Thế thì các bạn đủ biết rồi, vậy mà tại sao mình còn vẫn cứ vác cái mặt đi tin, sắc đầu đi tin là nghĩa làm sao? Rất là vô lý. Cho nên là các bạn nhớ nha, đừng tin mấy cái chuyện đó. Ok. Qua câu số 4. Con chào thầy và các anh chị em trong làng. Thầy ơi, mùng 4 âm này con có đi chùa nội Thái Bình ở quê nội với bố mẹ, thì con thấy bàn thờ Tam Bảo ở chùa đặt tượng Phật ở chính giữa. Các bên có cái tượng hình tướng như các vị vua đội mão có phần rũ xuống.
Con cũng ít khi đi chùa, nhưng con thấy bàn thờ Tam Bảo không giống ở những chùa con đi trước đây. Đặc biệt là ở chùa có một gian nhà bên cạnh còn thờ mẫu nữa. Con có thắc mắc với mẹ con là tại sao chùa lại còn thờ mẫu, thì mẹ con bảo chùa nào chẳng thờ mẫu. Con ngu si, xin thầy nói cho chúng con biết rõ bàn thờ Tam Bảo là thờ những ai, hình tượng, hình tướng thế nào, và chùa có thờ Phật và mẫu chung được không ạ? À, con cảm ơn thầy. Dĩ nhiên là ở ngoài Bắc đó, vì người ta bị các cái đạo mẫu, nói chung là các chùa cũng phải theo cái tập tục ở đó, vì mình vào một cái nơi nào đó thì bắt buộc mình phải theo cái phong tục của họ. Nhưng dĩ nhiên là vì chùa ở ngoài Bắc họ chú trọng vào đạo mẫu, họ thích thờ lên đồng lên bóng, mà ngay cả các thầy cũng lên đồng lên bóng nữa, cho nên là cái đó là cái chuyện tào lao. Mấy thầy tào lao thì thường thường làm mấy việc tào lao, thấy không? Còn thầy mà đứng đắn đàng hoàng, thầy mà có khả năng thì dĩ nhiên là sẽ không làm mấy cái chuyện đó. Tuy nhiên ví dụ như bây giờ anh đặt một giả thuyết là có một cái thầy rất là giỏi, bây giờ đến tiếp quản một cái chùa, và cái chùa đó là đạo mẫu, cái mà bạn nói đó thì đa số ngay bây giờ đó có thể nó là cái đền chứ nó không phải là cái chùa. Vì chùa đúng nghĩa chỉ có thờ Phật thôi, không thờ ai khác hết. Ngay cả các cái vị hộ pháp Tứ Thiên Vương chẳng hạn cũng chỉ để ở ngoài cổng chùa thôi, ngoài ngay trước cái cửa của chùa để mà gọi là hộ pháp, mà đứng đó để giữ chùa thôi, chứ không có cái vấn đề mà đi thờ ở trong chùa, đúng không? Cho nên là cái chuyện mình phải hiểu những điều trong chùa là bắt buộc phải thờ, thờ Tam Bảo là chỉ có thờ Phật thôi, ok, thờ có để kinh để chuyện điển ở trong đó được, và có vị thầy nữa nó gọi là Tam Bảo chỉ vậy thôi hết. Nhưng mà đó là mình nói những cái mình nhìn thấy trước mặt, còn nếu mà mình nói đúng nghĩa của nó, những cái nơi mà gọi là thánh nghiêm đó, thì bắt buộc là phải có chư Phật, chư Bồ Tát, chư Long Thần hộ pháp, luôn cả các vị thánh tăng thường, nghĩa là ta nói là thường thường trú, mà gọi là thường trú Tam Bảo. Cho nên là những cái đó thì nó cao siêu quá rồi mình không nói, đây mình nói những cái chùa bình thường thôi, những cái chùa các thầy tu có đạo đức thôi, chưa cần phải nói tới đắc đạo gì hết đó. Giúp người không được nhưng ít ra các thầy giúp được các thầy, hoặc có thể giúp được một số người nào mà có nhân duyên với mình, giúp cho họ được hiểu biết Phật pháp. Đại khái là tu họ cũng không thể nào đắc đạo gì cả, nhưng mà ít ra là họ đã làm được nhiều cái điều lợi ích cho chúng sanh. Các chùa đó cũng được Long Thần hộ pháp họ gia trì, cho nên là được tốt. Chùa thì bổn phận chỉ có thờ Tam Bảo thôi, không có thờ ai khác hết. Mà nếu cái chỗ nào mà vô mà thờ mấy cái dụng vụ khác đó, biết mà mình biết cái chùa đó là chùa tào lao, chắc chắn là phải như vậy. Hoặc là có thể nó, nếu mà cái đền thì mình không thể nói nó là tào lao được, tại vì đó là cái đền mà, cho nên là họ có quyền thờ những cái chuyện mà họhọ đang thờ, giống như bạn đó nói, chuyện đương nhiên mình không tránh qua được. Còn ở đây mình nói là mình chỉ nói riêng về Phật thôi nha, đạo Phật là phải thờ Phật, không thờ gì khác nữa. Thì thật sự mà nói của anh thấy nếu như nói ngoài Bắc như vậy thì giống như là người ta thờ chung luôn, nhưng mà đối với những người lớn tuổi đó, thật sự cái vấn đề mà thờ đạo mẫu đó của anh thấy nó quá phổ biến, nó quá phổ Không, biến, tại vì thành ra không thể nào bỏ được. họ thích như vậy mà. Bỏ thì là sẽ không có Phật tử, nên thành ra là người ta thờ thờ người ta bỏ chung như như vậy để người ta thờ để có Phật tử thôi chứ không là gì hết, đúng không? Thì tại vì đó là tại vì lý do là tại vì vị thầy không có giỏi. Đúng rồi. Nếu một vị thầy giỏi thì dĩ nhiên là sẽ bỏ cái đó ngay lập tức. Tại vì khi mà một vị thầy giỏi thì cái khả năng của vị thầy đó sẽ đủ gọi là biện tài vô ngại mà. Vị đó có thể nói bất cứ điều gì, cũng muốn nói ngay, nói thẳng, nói ngược, nói cong, nói quẹo, nói bằng đủ thứ phương tiện đều có thể đưa các Phật tử vào trong, mà anh phải tu, anh không muốn tu cũng không được. Vì cái khả năng của vị thầy đó đã gọi là tự tại vô ngại, biện tài vô ngại, cách nói của họ, họ nói sao cũng đúng hết. Cho nên là Phật tử không có một cái cách gì khác mà phải bắt buộc tin, mà phải tin rằng bỏ cái kia đi thì nó mới tốt. Lập tức họ về họ tin rằng là bỏ nó tốt, thì như vậy nhiều chục năm sau tự nhiên cái chùa nó sẽ phồn thịnh và bắt đầu người ta sẽ biết nhiều về đạo Phật. Cũng giống như bây giờ cái làng ta khi lập ra rồi thì sao, bây giờ tất cả mọi thứ mọi người ai cũng đã biết tới Phật pháp rồi, họ không còn tin bằng cách là đi cúng sao giải hạn nữa, thấy chưa?
họ cũng không phải đi chùa để làm những cái chuyện tào lao giống như là mọi người trước đây làm nữa, đi tới để cầu, để xin, để khẩn, để này, để nọ. Họ đi chùa là với một cái tâm rất thành, họ đến đó để mà họ cúng dường Tam Bảo, họ ở nhà họ tu rất tốt, đúng không? Cho nên là cái đó là cái mình có thể thấy ngay trước mắt. Mà đặc biệt là bây giờ đó là rất nhiều chùa đã bắt đầu tu theo pháp môn Dược Sư. Cái đó là cái điều mà anh rất là mừng. Giống như hàng ngàn năm qua Việt Nam không có rầm rộ phát triển về cái pháp môn Dược Sư. Thế mà bây giờ bắt đầu tất cả các chùa là đã liên tục nói về cái pháp môn Dược Sư, và trên mạng cũng bắt đầu từ từ nói về pháp môn Dược Sư. Nếu mà làng ta không có làm cái, nói về cái điều này trước thì nó đâu có phổ biến như vậy. Cho nên đối với anh không quan trọng là mình làm cái gì, mà quan trọng là mình đã tạo dựng cái gì để cho ở đằng sau tiếp tục nó sẽ như vậy, càng lúc nó sẽ càng phát triển mạnh hơn, chỉ vậy thôi. Đúng rồi. Cái câu hỏi kế tiếp là một bạn đặt nè: theo thuyết âm dương thì ban ngày thuộc dương, mặt trời chiếu sáng, còn ban đêm thuộc âm, mặt trăng soi rọi. Vì ban đêm chủ âm nên đây là thời gian mà các vong linh vô chủ, cô hồn không nơi nương tựa sẽ lang thang để tìm chỗ bám víu. Điều mà ban ngày vì có thái dương chiếu sáng, chúng sẽ không làm được. Như vậy, nếu bạn thắp hương vào buổi tối thì sẽ tạo đủ điều kiện để mà câu hút họ, để những vong linh lạ xâm nhập vào nhà mình. Khi bạn lên hương vào buổi tối, ma quỷ sẽ coi đây là một tín hiệu mời gọi chúng đến. Lúc bấy giờ, người trần mắt thịt sẽ không thể ngăn cản các vong vô chủ quấy nhiễu gia đình. Ma quỷ hay các vong linh vô chủ sẽ đòi được thờ cúng, cung phụng và lấn át chân linh gia tiên của dòng tộc. Hậu quả là âm dương loạn lạc, tai ương sẽ kéo đến gia đình bạn. Quan điểm này có đúng không? À, cái người mà viết cái đó đó thì dĩ nhiên không phải là cái người hỏi. Tại vì mình biết cái người mà viết cái đó đó là dĩ nhiên họ phải là những cái người tu theo ma quỷ rồi. Đương nhiên là cái chuyện đó, hoặc là họ phải thờ đồng, hoặc là họ cầu hầu đồng, hoặc là họ đồng bóng, hay là họ tu theo những cái tà đạo gì đó, mình không biết. Nhưng cái cách nói của người đó rõ ràng họ là những người thờ ma quỷ. Cho nên chỉ có người thờ ma quỷ thì ma quỷ nó mới làm cái chuyện đó. Còn chúng ta thờ Phật mới nghĩ là như vậy. Chúng ta thờ Phật thì nó chỉ dĩ nhiên là không có bao giờ có chuyện đó. Tại vì nếu thật sự có chuyện đó thì trong làng ta từ 4 năm trước rất rất xấu. Tất cả những người đi tìm vào làng ta đều là những người nghĩa là con mắt sổ gạo, thở không ra hơi, một giờ chỉ thở được nhiều khi có 5 lần, 3 lần. Thế tại sao họ cũng vào họ tu ở trong làng ta quanh năm như vậy, chỉ sau 4 năm bây giờ chỉ toàn là hạnh phúc không vậy? Cái điều này nó cho chúng ta thấy rõ ràng là nó không có dính dáng gì tới cái chuyện mà anh đốt nhang ban đêm hay đốt nhang ban ngày cả. Vì anh tu Phật thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Cho nên cái người nói ra cái điều đó, chúng ta đã thấy là rõ ràng họ không phải là những người tu chân chánh theo Phật nha. Chứ mình không nói họ tu theo ma quỷ thì mình không nói. Tại vì dĩ nhiên là khi anh tu theo ma quỷ thì ma quỷ nó có những cái loại ma quỷ nó ăn nhang mà ăn khói nhang mà ăn hương, phải không? Thành ra cái chuyện hễ anh thờ ma quỷ thì ma quỷ nó phải tới, chuyện nó bình thường. Còn ví dụ như mình tu Phật, mình đốt nhang, mình tu sẽ có những người họ đến họ nghe, hay là những người ở ngay trong nhà mình họ đến họ nghe, đúng không? Thì cái chuyện mà mình tu đúng, họ nghe họ sẽ cảm thấy hiểu được. Nó cũng giống như vậy. Anh với Vũ Anh nói, hay là anh với nhiều người khác nói, hoặc là cái người hỏi đó được anh trả lời, thì sẽ có rất là nhiều người khác hiểu được. Thế thì ma quỷ nó cũng y như vậy thôi. Cái lời kinh tiếng kệ đó, khi họ đến, họ vô tình họ đi ngang qua, họ nghe được, thì dĩ nhiên là họ sẽ được tốt. Còn mấy cái thằng ông nội mà tu theo ma quỷ thì sao? Đốt cây nhang lên, dạ con xin cầu cho con được cái an phước này, con được cái lộc kia, con được cái gia đình, con được hạnh phúc, con cái con được không bệnh tật. Ok, thì anh cầu nguyện cái kiểu của ma quỷ thì dĩ nhiên là anh sẽ được ma quỷ nó tới, bình thường có vấn đề gì đâu. Ok, cho nên hãy chúng ta tu Phật không có chuyện đó, chúng ta tu theo ma quỷ dĩ nhiên là phải có chuyện đó. Vậy thôi. Cho nên hãy ai mà nói với các bạn là không nên đốt nhang
vào buổi tối, tức là những người đó họ đang tu theo ma quỷ. Chỉ đơn giản như vậy thôi, có gì để các bạn phải đặt vấn đề. Thì đối với quan, đối với anh, khi mà anh giải thích như vậy với cái quan điểm này có đúng không, thì đối với quan là tại bạn này bạn suy nghĩ như vậy, thành ra cái tâm bạn suy nghĩ là như vậy, thành ra nó là như vậy. Còn đối với bạn mà khi mà bạn thắp cái nén nhang lên, bạn nghĩ là bạn cúng cho Tam Bảo, bạn dâng hương cho Tam Bảo, dâng hương cho Phật, dâng hương cho những cái người xung quanh của mình, và cầu mong những cái người đó lắng nghe những cái lời kinh tiếng kệ của mình để người ta thay đổi tốt hơn, mặc dù người ta không có mặt đó, ngay cả những cái mình gọi là ma quỷ cũng vậy, vong linh thì nếu mà nó nghe được cái chuyện tốt thì nó cũng sẽ thay đổi thôi, giống như con người như vậy thôi. Thành ra cái quan điểm của bạn là không đúng, chắc chắn là không đúng nha. Thành ra bạn cứ suy nghĩ lại là những cái khi mình thắp nhang lên, mình làm gì, mình nguyện cho cái gì thì cái điều đó tốt, ngay cả những cái vong linh khuất mặt khuất mày mà bạn gọi là ma quỷ đó thì cũng là vong linh thôi, họ cũng giống tốt cũng như con người vậy thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Sở dĩ là tại vì anh lúc nào cũng tìm cái lợi cho nên dĩ nhiên là nó sẽ thành hại, đơn giản nó chỉ có vậy thôi. Anh cúng Phật mà anh mong lợi anh cũng trở thành hại. Thí dụ anh xuất gia cạo đầu để đi tu là để tu theo Phật, mục đích của anh là để làm gì? Để được giải thoát, để làm gì? Để được đắc đạo. Thứ nhất là được ngộ đạo, rồi sau đó là được thành đạo hay đắc đạo, rồi đi hóa đạo, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà nếu anh đi vào đó, anh mục đích của anh là vì một cái chữ tham, có nghĩa là làm cái chùa cho thiệt to, được thật là nhiều Phật tử, để được cúng dường, để có rất là nhiều tiền để mua cái xe thiệt mới, vậy thì cái này đâu phải là anh đi tu. Anh đi kiếm tiền. Mà hãy anh đi kiếm tiền thì sao? Thì dù anh mỗi ngày anh có cúng Phật, anh có làm gì đi nữa thì anh cũng vẫn là thờ ma quỷ thôi. Ngay cách thầy chùa cũng thế, đừng nói chi người thường, đúng không? Thì bản thân nó dễ hiểu lắm. Ma quỷ rồi á. Thì bản thân anh đã làm ma quỷ, anh mới tu theo kiểu đó chứ, đúng không? Thế còn nếu anh đi tu để mà mục đích anh hóa đạo, để mục đích anh giúp cho chúng sanh được hiểu biết thì cái điều đó quá tốt. Ngay dù cho anh có ở nhà tranh đi nữa thì nó vẫn tươi tốt. Không có gì xấu hết. Ok. Câu hỏi số 6 của bạn Nghiêm Nguyễn. Thầy cho con hỏi, ở Việt Nam hiện có một nơi dạy trí tuệ cho hàng chục ngàn người, đang nói rằng bát hương thờ phải một bên rồng, một bên phượng mới đúng, vì bát hương hai bên rồng là mới thờ có một vế. Vì vậy mà hiện nay các đôi vợ chồng bỏ nhau rất nhiều. Nói như vậy có đúng không? Nếu mà cái vấn đề mà thờ rồng thờ phượng đó, thì tại vì rồng là nó tượng trưng cho cái dương, nó tượng trưng cho càn, cho dương, cho bên nội hay là bên nam. Phượng là chủ cho bên nữ, chủ âm, giống như quẻ càn quẻ khôn vậy đó. Tất cả những cái đó nó có cái lý thuyết của nó. Khi mà chúng ta làm một việc gì bắt buộc chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của nó thì cái đó nó không sai. Cái vị đó nói nó đúng. Nhưng mà cái vấn đề nó không phải là tại vì hãy anh thờ rồng hết thì nó sẽ không tốt, mà anh thờ phượng hết thì nó sẽ không tốt. Giả sử như một người không biết thì sao? Bởi vì nó đơn giản như vậy nè. Đối với những cái vị mà gọi là những cái vị có quyền lực đó mà họ tốt, thì những cái kẻ mà vô trí hay là những cái kẻ nhỏ, dù có làm bậy mà vô tư, vô tâm, họ cảm thấy thương chứ họ không có thấy ghét. Đúng không? Không ai thấy ghét hết á. Cái chuyện tâm lý cũng giống như bây giờ mình thấy một đứa nhỏ mà nó tới nó nói những cái câu rất là ngu ngơ, nhưng mà trong cái câu ngu ngơ mình tự nhiên mình thấy nó dễ thương làm sao đâu. Tâm lý bình thường ai cũng như vậy. Không biết. Ok, không ai đi trách mấy cái chuyện đó hết. Còn cái vấn đề mà bỏ nhau, sở dĩ nó bỏ nhau là tại vì nghiệp quả của nó nặng nề, làm sao không bỏ nhau. Kiểu bây giờ đi chọn cái ngày sao để cho đường bỏ tào lao, làm gì có cái ngày nào để không bỏ nhau. Nghiệp quả của họ, phước đức họ không có, làm cách gì để có thể mà làm cho tốt được, đúng không? Cho nên bây giờ mình nói ngược lại cũng giống như cái chuyện mà đi cầu cúng sao giải hạn. Nếu mà thực sự cúng sao giải hạn mà có thể giúp được thì chúng ta cứ trở ngược lại, chúng ta sẽ thấy như thế này: không có ai tài giỏi bằng Khổng Minh Gia Cát Lượng, nói về nhâm thuật bổn độn toán không ai bằng được Khổng Minh hết. Thế tại sao ổng lại phải chết trên đài tục mạng? Vậy tục mạng có không? Có. Tục mạng có không? Có. Giúp được không? Không. Bằng chứng là nếu giúp được thì Khổng Minh đã không chết. Chuyện đó cái bây giờ các bạn đâu có cần phải đi học, không có cần phải vô trường học gì hết á.
Các bạn chỉ cần đọc qua lịch sử phát là hiểu ngay, ờ, cái chuyện cúng sao giải hạn là có thật nhưng tào lao. Tại sao nó tào lao? Là vì nó không giúp được. Thế tại sao lại phải làm cái cúng sao giải hạn thật sự giúp được với điều kiện là người đó có phước? Thế thì bây giờ hễ người có phước thì tự động sống chứ không cần phải cúng sao giải hạn gì mới sống hết. Cho nên chúng ta không cần phải đi học, một người không có học hành gì cả cũng vẫn có thể hiểu được cái điều đó. Cái lý thuyết đơn giản như vậy, nó có cái gì khó hiểu hết đó, đúng không? Vậy chứ tại sao lại Khổng Minh dùng lửa thiêu đốt, mà trong khi là Tư Mã Ý chạy trối chết, sợ đến cái mão trên đầu mà còn không biết là nó còn dính không nữa. Tức là chạy xong rồi còn sợ hỏi lính không, cái đầu tao còn dính ở trên cổ hay không, sợ tới mức độ như vậy. Thế tại sao tới đó thì tự nhiên mưa xuống để cho Tư Mã Ý không chết? Vậy thì cái điều này cho thấy rằng Tư Mã Ý đâu có cần cầu sao giải cúng sao giải hạn gì đâu mà vẫn sống, trong khi Khổng Minh cầu chết mà vẫn phải chết. Mà trong khi ông Tư Mã Ý còn nói trước với Khổng Minh, ngươi thì giỏi hơn ta, ông thì ông giỏi hơn tôi đó, nhưng mà con cháu ông thì không có được làm vua mà con cháu tôi được làm vua. Thế thì cái này là tất cả nó đều là do phước, cho nó có dính dáng gì tới tài cán đâu. Phải chứ? Đúng rồi. À, cho nên cái vấn đề mà chúng ta hiểu được rằng là cúng sao giải hạn thật sự nó là tào lao. Tại sao mình gọi nó tào lao? Hễ cái gì không làm được tức là tào lao. Anh làm một việc mà nó không giải quyết được vấn đề thì nó là tào lao chứ gì nữa. Còn nếu anh giải quyết được vấn đề thì cái đó nó thuộc về là đúng với sự thật, đúng với khoa học rồi. Yeah. Ok. Rồi câu hỏi kế tiếp của cháu Nguyễn Bùi Gia chứ. À, câu này cháu hỏi là: con thưa ông có thể cho con hỏi ví dụ có một người do nghiệp xúi dục họ làm việc phạm một giới, từ trước đến nay họ cũng đã thề nguyện với Phật không làm việc ác, nhưng mấy ngày sau họ vẫn phạm, thì bây giờ nên sám hối thứ nguyện gì để nguyện bỏ việc ác ạ? Con cảm ơn ông nhiều lắm. Đơn giản là mỗi ngày để diệt trừ cái nghiệp ác đó thì bạn cần phải lại sám hối, và để cho bạn không thể khởi những cái tư tưởng xấu ác đó thì bạn bắt buộc mỗi ngày bạn phải niệm Phật suốt ngày. Bởi vì nếu bạn tụng kinh trì chú không được và lại sám hối cũng không được thì bạn chỉ có một cái cách duy nhất là cứ niệm Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Dược Sư Phật. Hay là nếu mà quý vị phạm tội dâm dục, quý vị có thể niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Quý vị cứ niệm miết một hồi là tự động nó sẽ hết. Mà ngay cả quý vị niệm Dược Sư cũng sẽ hết. Ok. Thành ra nếu mà không có lại sám hối được thì phải làm cái điều đó. Còn nếu mà lại được sám hối thì lại sám hối và niệm Phật suốt ngày suốt đêm, tự động nó sẽ hết. Chỉ có cách đó nó mới hết. Còn quý vị hay các bạn không tu mà đòi nó hết, không có được. Có cách gì làm được. Tại vì nghiệp lực nó chèn ép, nó không cho mình, nó không cho mình thở, còn không cho mình thở mà làm sao mà thay đổi được. Đó, thì cái tâm quý vị niệm Phật thì cái tâm không có khởi những cái điều ác nó lên được. Câu hỏi kế tiếp của bạn Ước Thắng: thầy cho con hỏi, bé nhà con từ nhỏ đã bán khoáng vào chùa, giờ chưa đến ngày hẹn chuộc mà con làm lễ chuộc bé về có được không thầy? Cảm ơn thầy. Chứ ai bắt mình phải đi bán khoáng để phải nhận. Mà ngay như cái vấn đề bán khoáng đó là đã thấy nó nghe nó rất là tầm bậy rồi. Nó tầm bậy ở cái chỗ là cái bán khoáng là đúng chứ không có sai gì hết. Tại vì để mình làm cái chuyện đó để mình tin tưởng, để mình an tâm thì nó đúng, nó không có sai. Cái việc làm nó không có sai, nhưng mà cái tư tưởng, cái suy nghĩ làm nó sai. Rồi chưa kể là các chùa lợi dụng, mà các chùa này là đã nói là các chùa tà đạo mà, các chùa là bậy mà. Người ta mà ví dụ như bây giờ mà đem đến những cái chùa chánh pháp đó, thì khi mà người ta đem con người ta đến bán, thầy đã không được một cái lợi gì hết, mà còn tốn rất là nhiều tiền cho cái người đem đến bán. Tại sao? Tại vì nếu thật sự có cái điều đó thì ông thầy ông sợ chết, ông chết cha của ông đi, thấy được một đứa nhỏ, ông sợ đứa nhỏ bị tai họa mà chết được. Đối với họ, các thầy đó đau khổ biết tới cái chừng nào. Cho nên mấy ông khổ tâm lắm. Mấy ông đã không được một cái lợi gì rồi còn phải tốn bao nhiêu là tiền, rồi phải làm bao nhiêu thứ cho cái đứa bé này, rồi mỗi tháng hay là mỗi năm phải kêu nó lên, con làm gì làm nhưng con phải lên thầy nha, để thầy nói năm điều ba chuyện cho con nghe, cho gia đình nghe, rồi ráng về tu. Đó là ông thầy có tâm. Đó là ông thầy thật sự là sư, là sư phụ. Thấy chưa? Còn cái ông thầy mà Phật tử đem lên là quất mày 5 triệu nha, bán cái này là phải 5 triệu nha, mỗi năm mày phải lên, mấy đứa bay phải lên cúng chùa để cúng là 2 triệu năm nha.
mấy ông đó không phải là sư phụ, mà mấy ông đó là gọi là sư tử, chỉ có thích nhai đầu mấy đứa Phật tử thôi, gọi là sư tử đó nha. Cái điều đó nó dễ hiểu lắm. Các bạn thấy cái ông thầy mà hễ ông thầy nào mà ông làm tiền á, thì là cái ông thầy đó không thể nào mà ông giúp gì được cho các bạn. Ông giúp cái bạn, mấy ông đó ông xuống địa ngục chắc luôn. Đúng rồi. Mà cái ông thầy ông xuống địa ngục ông làm sao? Bản thân ông xuống địa ngục mà ông có thể giúp được các bạn thì các bạn nghĩ nó có lý lẽ gì không? Chắc chắn là không có. Đúng. Cho nên đâu có ai bắt mình phải đi bán mà phải đi chuột làm gì cho nó mệt. Các bạn mà đến đúng với một cái thầy đúng ở trong miền Nam, các bạn đem một đứa nhỏ lên, đứa con của bạn lên mà để nhờ cho các thầy mà làm lễ, mấy ông cũng đã không được một cái gì hết á, mà còn phải tốn rất là nhiều thứ, nhiều thứ tiền bạc cũng cả luôn cả tâm tư cho quý vị nữa. Được không? Cho nên là hễ cái vị thầy làm đúng thì các bạn tự động thấy không được tiền, mà đôi khi các bạn còn được tiền nữa, chứ không phải là bị mất tiền mà còn được tiền nữa. Đó mới là vị thầy đúng đắn, đúng không? À. Chứ còn cái này vô cái tiền không được, đừng có đi bán chứng khoán kiểu đó nữa. Yeah. Tức là bạn đem con về lúc nào cũng được thưa bạn, thành ra bạn đừng có lo cái chuyện đó nha. Đó, câu trả lời của thầy chắc chắn là như vậy. Câu số 9 của bạn Pha Lê: thầy cho con hỏi, con hàng ngày chỉ ở nhà trì chú lại sám hối ở bàn thờ gia tiên, nhà con không có bàn thờ Phật và con cũng ít khi đi chùa, như vậy có được không ạ? Xin thầy chỉ dạy. Điều đó là rất là tốt chứ, tại vì mình làm như vậy ít ra là cửu huyền thất tổ của mình cũng nghe được, bàn thờ nhà gia tiên cũng nghe được. Và nếu mà mình gia đình mà đồng ý thì mình không có phương tiện để lập bàn thờ Phật, thì cái cách hay nhất là mình vẫn có thể lập một cái bàn thờ Phật ngay trên bàn thờ gia tiên nữa, để tượng Phật, để hình Phật hay tượng Phật trên cao hơn, để cái bát nhang Phật cao hơn, mỗi ngày mình ra đó mình hành trì cái đó, nó còn được biết bao nhiêu là phước đức cho gia đình mình nữa. Tại ông bà cha mẹ cửu huyền tất tổ gì họ đến họ cũng nghe, cũng thấy, cũng đều đọc kinh niệm Phật, nghe được những cái lời hay ý đẹp với mình mỗi ngày. Quý vị nghĩ nó tốt không? Bắt buộc phải tốt rồi. Nhưng nếu không, mình không có phương tiện hay gia đình không đồng ý chẳng hạn thì không sao, cứ bình thường vậy thôi, mình cứ vẫn tu bình thường. Tu Phật là tu tâm, nó không phải vấn đề là bạn thờ Phật hay bạn không thờ Phật. Nhưng dĩ nhiên nếu mà mình kính ngưỡng thì mình phải thờ chứ, đúng không? Rồi, câu kế tiếp. Thưa thầy, con muốn hỏi, tụng kinh trì chú một thời gian, lúc đầu con nghĩ là mình đang tụng kinh của một vị Phật hay tụng chú của một vị Phật, nhưng sau đó lại cảm thấy như đang nói với chính bên trong bản thân mình vậy. Như vậy là sao? Ừ, thì tại vì mình tu Phật là tu tâm, mình tu là mình tu cho mình chứ đâu phải mình tu cho Phật. Đúng rồi. Vậy bây giờ thí dụ giả sử như vậy, những người mà họ đọc cái cuốn sách Các Phương Pháp Chữa Bệnh của Hoàng Quý Sơn, thế họ đọc và họ theo cái phương pháp đó, họ tu là họ tu cho họ hay là họ tu cho Hoàng Quý Sơn? Họ tu cho họ mà. Ủa, vậy thì anh được lợi, nói là tự bản thân anh đọc cho anh hiểu. Đúng. Rồi anh đọc, anh làm để anh được lợi, chứ anh có làm cho ai lợi đâu. Phật thì các ngài đã thành Phật rồi, các ngài đâu có cần mình phải làm gì cho các ngài đâu, phải không? Sách thì thí dụ như sách thì anh cũng đã biết rồi, mà cũng không phải anh biết nữa. Mấy đứa nhỏ nó gom gom lại rồi nó tự nó làm rồi nó ấn tông, nó sửa sang lại. Anh chỉ có hiểu đính lại thôi, cái gì thấy chưa đúng thì nói lại cho nó đúng vậy thôi. Thì cái người đọc mà được lợi bao nhiêu là ngàn người rồi, chứ không phải là hoặc là chục ngàn người rồi, chứ không phải là một hai người. Những người được lợi nó rất rất là nhiều. Thế thì họ làm rồi họ được lợi, chứ anh được lợi gì? Cũng không bán. Nếu mà sách đó bán thì kiếm tiền được rất là nhiều rồi đó, chắc là như vậy. Nếu bây giờ cái cuốn sách đó mà đem ra in bán chắc người ta sẽ mua nhiều lắm, bao nhiêu người ta cũng mua, có thể là 500 ngàn, 1 triệu gì đó họ cũng mua. Nhưng mà tại vì sách đó không có nhằm mục đích để bán. Tại vì nếu mà cuốn sách đó mà bán thì nó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Đúng rồi. Thì cái làng ta cũng được giải thể là vừa rồi đó. Rồi, đối với bạn Nguyễn Tâm, câu hỏi này bạn có hiểu không ạ? Thì tức là thầy nói là tất cả những gì bạn đang sử dụng, tức là cái lời kinh Phật hoặc là cuốn kinh của Phật mà bạn sử dụng, bạn đọc đó là chỉ là phương tiện, và cuối cùng đúng là cái lời đó nó đang thấm vô trong người bạn và bạn thay đổi thành vị Phật đó. Thành ra đó là những cái phương tiện là đúng, chứ không có sao hết. Đó là những cái phương tiện để giúp cho bạn trở thành một vị Phật thôi. Cái tâm bạn thay đổi rồi đó. Rất là tốt. Câu số 11.
Khoan trương, thầy ơi cho con hỏi, nhà con có cây hương thờ mẫu bán thiên ngoài hiên, vậy còn con hàng ngày còn tụng kinh dược sư và chú dược sư Phật ở đấy có được không ạ? Ủa, nếu nếu mà tụng kinh thì phải ở trong chỗ nơi thờ phượng để tụng chứ, tại cái đó nó ở ngoài trời mà, vậy mỗi ngày phải ra ngoài trời tụng kinh. Nếu trong nhà không có mà ở đó thì ra đó tụng cũng có sao đâu, tại vì cái mục đích duy nhất của bạn tụng kinh là để bạn nghe chứ không phải bạn tụng kinh cho Phật nghe. Chắc chắn là Phật không không cần phải nghe bạn tụng kinh này rồi. Bạn tụng là bạn tụng cho bạn, hoặc giả là bạn tụng để cho người nhà bạn nghe, hoặc giả là bạn tụng để cho những người khuất mặt khuất ngày mày họ nghe. Mà nếu bạn chí thành đủ thì bạn có thể câu kêu gọi, tức là mình câu hút được chư long thần hộ pháp hay là dược xoa, càng thắt bà atola khẩn na la mạng, tất cả những thứ đó họ đều đến để mà họ nghe, để họ ủng hộ mình, thì cái chuyện đó là quá tốt nếu mà tâm của bạn nó đủ. Tức là có nói tới nói lui gì thì cũng là bạn làm cho bạn hoặc là bạn làm cho những tha nhân, chứ còn chắc chắn là không phải là bạn làm cho Phật. Đơn giản là chỉ có vậy thôi. Thế thì bạn tụng ở đâu nó cũng có khác nhau gì đâu. Nếu bạn tụng ở trong chùa mà bạn không hiểu gì cả thì nó có ý nghĩa gì không? Không. Tại vì nghe bằng chứng là ngay trong cái thời của Ngài Hư Vân mà Ngài đi đến một cái chùa, cái vị trụ trì đó, mỗi một ngày đốt cây nhang lên xong là ổng chỉ khấn một cái, ổng chỉ đọc có mấy chữ thôi, giết 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 hết. Sáng sớm là cứ lên đốt cây nhang xong rồi là giết 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 giết, chiều lại là đốt cây nhang lên giết 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 giết. Thế thì Ngài Hư Vân mà giết cái gì đó. Thế thì Ngài Hư Vân mới hỏi là ủa tại sao lại ông lại cứ ngày nào ông cũng cứ đọc cái câu đó, là ý nghĩa nó là gì? Thì ổng mới kể lại là cha mẹ của ổng bị Tây nó giết đó, cho nên là ổng hận thù. Trong lòng ổng lúc nào ổng cũng chỉ muốn giết những người Tây thôi. Thế thì bạn nghĩ đi, có vào chùa mà bây giờ bạn có tụng kinh niệm Phật gì đi nữa mà với cái tâm như vậy thì bạn nghĩ nó là sao? Thì cũng giống như bạn ở ngoài trời thôi, có khác nhau gì đâu. Đúng rồi, Ok. Câu hỏi của em Di Long, bạn Di Long. Thầy có thể chia sẻ bí quyết tu trong một ngày của thầy cho mọi người học được không ạ? Nếu mà quý vị hỏi tôi và làm theo tôi đó thì chắc chắn là nó không không tốt rồi đó. Không nói rồi. Nó không tốt. Tại vì đã nói tu Phật là tu tâm. Tu tâm có nghĩa là hẹp bất cứ cái gì mà mình làm sai, mình lập tức thay đổi nó, sửa đổi nó để cho nó trở thành tốt. Đó gọi là tu. Nó không nhất thiết là các bạn cứ phải niệm Phật suốt ngày. Dĩ nhiên là bạn mình tu dở thì mình phải niệm Phật suốt ngày. Bởi vì mình tu dở mà. Tại tôi đã niệm Phật suốt ngày mấy chục năm rồi. Tôi niệm luôn cả trong giấc ngủ cũng niệm nữa, ngày niệm đêm niệm, giờ nào cũng niệm, tới nỗi mà vô trong cầu tiêu cũng niệm, đi tắm cũng niệm, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng niệm. Thì đó, nếu mà bạn muốn hiểu cái cách mà tu của tôi nó đơn giản vậy thôi, tôi niệm Phật suốt như vậy đó, chưa kể là cái sáng là tụng kinh niệm Phật hoặc trì chú, tối tụng kinh niệm Phật hoặc trì chú, nhưng mà cái đó đã làm mấy chục năm rồi. Còn bây giờ chỉ có mỗi ngày thức dậy làm cái gì sai thì ráng mà sửa cho nó đúng, đừng bao giờ làm những việc sai, mà ngay cả cái việc mà đừng nói là làm, nghĩ cũng không được nữa. Đúng rồi. Làm sao mà để cho tất cả những vọng tưởng nó khởi lên là lập tức phụp cắt ngang liền, giống như có cái lưỡi kiếm cắt ngang liền, kim cương mà cắt liền, không có để cho nó ngót lên thì đó là tu. Vậy thưa tất cả các bạn cũng như bạn Duy Long, là tu là gì? Tu là sửa. Sửa là gì? Sửa ngay cái hành động sai không nói, mà cái suy nghĩ sai mình cũng nên sửa liền, tức là mình chặt nó đoạn liền, mình đoạn nó liền ngay ngay. Không phải chỉ có cái vấn đề là nghĩ sai cũng phải sửa, mà luôn cả nghĩ đúng cũng phải ngừng. Hễ có nghĩ là sai vậy thôi. Bất kể là anh nghĩ đúng hay sai gì không cần biết, mà hễ khởi tâm lên nghĩ là sai thế thôi. Cho nên hễ các bạn muốn tu là đừng có nghĩ. Không cho nó khởi luôn cái tư tưởng nào hết. Tại vì có như vậy thì nó mới gọi là an nhiên chứ, đúng không? Mình muốn an lạc thì nó phải đứng yên lại, như vậy nó mới sanh ra trí tuệ được chứ. Giống như nước mà nước bùn mà mình khuấy nó hoài, làm sao mà mình sáng suốt được. Cho nên là nghĩ đúng cũng không nghĩ, nghĩ sai là dĩ nhiên không nghĩ rồi, mà luôn cả đúng cũng không nghĩ nữa thì mới nói chuyện tu được. Còn nếu mà bạn cứ suy nghĩ lung tung thì không được.
Nhưng mà chắc chắn một điều là phải khởi, tức là chắc chắn là tâm sẽ khởi lên, nhưng mà mình đoạn nó Sẽ xuống có mới được, lúc chứ nó còn khởi lên, và nếu không mà khởi khi là mà không mình thấy nó có. đi ngoài cái giới hạn, hoặc giả là nó đi ngoài cái điều mà nó không mang một cái lợi ích gì cho mình, cho người, cho tất cả ai hết, thì tốt nhất là mình nên dừng lại. Đúng rồi đó. Với lại Vũ Anh cũng muốn chia sẻ với bạn Duy Long, đó là mỗi người mỗi khác. Bây giờ bạn sáng ra bạn đi làm, bạn phải đi làm, bạn làm công việc rồi chiều về bạn đón con lo con, mỗi người mỗi khác. Thành ra đó, cái quan trọng là khi mà tâm mình đang rảnh rỗi mà tâm có khởi lên hay không thôi. Chứ còn bây giờ bạn nói thầy chia sẻ, bây giờ bạn được may mắn ở nhà 24 trên 24 để mà tu tập không là một cái điều rất là Đâu có quan trọng đến cần phải tương là ở lai. nhà, cho dù là đi làm ngày xưa, đi làm đi nữa thì mình cũng vẫn niệm Phật suốt ngày được mà. Đâu có, cái vấn đề niệm Phật nó Đúng nằm ở trong trong tâm mình, niệm ở trong đúng đầu chứ đâu phải là mình, hoặc là mình niệm ở bằng cái miệng. đúng rồi Quan trọng là tâm mình phải dạ nghe, mình cứ liên tục mình niệm riết, cho dù mới đầu bạn không, bạn bạn niệm bạn không nghe gì cả, nhưng mà miệng bạn niệm riết một thời gian nó cũng trở thành huân tập. Tai mình nghe mình dạ riết rồi nó cũng trở thành huân tập. dạ Tự động nó quen. Vậy thôi. dạ đúng, rất là hay. Rồi cảm ơn anh, đó là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Thì đó thì có một còn một câu hỏi nữa mới 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 đặt lên của bạn Kiều Trang. Con thưa thầy, nhà con có thờ bàn thờ ông thần tài thổ địa, mà bé nhỏ nhà con ngày nào cũng lại dọn chung nước dọc cát lư hương, con lo sợ bị các thần vỡ cháu, con xin thầy chỉ dạy giúp Ủa vậy? con có thể đốt đưa các thần lên cao một chút hay không, thờ các thần nữa không được không ạ? Con cảm ơn thầy. Nếu mà thờ mà phải để cho lo sợ vậy thờ chi? Lo lắng Nếu quá. mà thờ mà phải lo sợ thì đâu có lý do gì để thờ làm gì, đúng không? Cho nên cái vấn đề ở đây đó là mình phải thấy rằng là nếu mà phải tránh cái tình trạng cho đứa bé nó phá, thì có thể là mình để lên lên một cái nơi hơi cao hơn một chút để cho nó khỏi có Đúng phá. Vậy thôi. Tất rồi. cả khi mà mình chí thành đó, tại vì có người hỏi như thế này là bây giờ con phải thờ Phật như thế nào thì mới đúng. Xin thưa, bạn thờ Phật kiểu nào không đúng. Vì vì nếu bạn thờ Phật bằng tâm thì bạn thờ sao mà không đúng. Còn nếu mà bạn thờ Phật để bạn mong được lợi ích, để được tốt đẹp, thì dĩ nhiên bạn thờ kiểu nào mà nó không không sai, thờ sao cũng sai hết. Vì bạn thờ Phật mục đích là để bạn nhìn Ngài, bạn nhìn vào cái hình tượng của tướng của Ngài hay hình tượng của Ngài, để bạn thay đổi con người mình, những cái tư tưởng xấu ác mình khởi lên, mình thờ, nhìn vào đó tự động mình thay đổi, mình không làm những cái điều bậy đó nữa. Đó gọi là thờ Phật. Chứ đâu phải bạn thờ cái hình tượng lên thì nó sẽ mang cái lợi ích gì tới cho bạn. Mà nếu mà bạn mong bạn làm cái đó để bạn được lợi ích thì xin thưa bạn có thờ kiểu gì nó không trật hết. Tâm nó đã không đúng rồi Đúng. thì xin thưa có làm kiểu chi nó cũng sai. Còn nếu cái tâm đúng thì bạn thờ kiểu sao nó cũng đúng hết. Tại vì bạn thờ bằng tâm mà, chứ đâu phải bạn thờ bằng cái hình tượng đâu. Trở lại cái vấn đề Một mà bạn câu hỏi ở cái phía trước đó, là hỏi chúng ta nên tu chùa hay là chúng ta nên tu nhà, thì cái vấn đề mình đã biết rằng đó, đến chùa tu nó rất là khó, chứ nó không phải dễ giống như mình tưởng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta tu, mà chúng ta tu, tại vì nó còn có một cái câu hỏi là nếu như như mình đến chùa để mình tu cùng với đại chúng sẽ được cái thần lực hơn. Cái này đó nó chỉ đúng với điều kiện như vậy. Ví dụ như là đang có một cái tai nạn nào đó ở trong cái thành phố của mình chẳng hạn, tất cả mọi người cùng đến chùa để mà tập trung cái tâm lại với nhau, cùng nhau để mà cầu nguyện cho một cái gì đó, thì như vậy mình sẽ được thêm nhiều tha lực. Đúng rồi. Thì cái thần lực nó mạnh hơn cái điều này, đúng. Nếu mà bạn cầu mong cái gì đó thì bạn làm như vậy đó, nó có vẻ đúng. Đúng Còn bây giờ nếu rồi. mà bạn gọi là bạn tu đó, thì xin thưa là bạn làm như vậy nó cũng chả có đúng gì hết, mà không chừng nó còn trở thành cái phản tác dụng, là bạn tới đó xong rồi bạn thấy, ví dụ khi bạn tụng kinh đó, khi bạn tụng kinh thì bây giờ giả thuyết như đó, bạn tụng cái hướng này người kia tụng hướng kia rồi không có ăn ý với nhau, rồi lại sanh ra phiền não, nó chèn ép ngược ngạo với nhau, không thể nào đọc được cái tạng kinh, thì làm cho cái thời kinh của mình, hay là ngay như cái việc mình đi phóng sanh chẳng hạn, ra bây giờ đọc kinh đó, người trống đánh xuôi càng thổi ngược, tự nhiên nó thất bại, đúng không? Vậy thì không có nghĩa là cứ hễ đến đông chỗ đông là tốt. Người tu là thường thường ta chỉ có muốn làm sao càng ít người càng tốt, một mình càng tốt.
Còn nếu mà đã làm cho đại chúng thì dĩ nhiên phải có một cái người hướng dẫn, có một cái người dẫn đạo thì nó mới tốt được chứ, đúng không? À. Cho nên hễ chúng ta tu là chúng ta phải nói chuyện một mình thôi. Chứ còn mình nói có nhiều người là thấy nó không tốt rồi đó. Dĩ nhiên là cái câu mà chúng ta nói rằng ăn cơm có canh, tu hành có bạn, cái điều đó nó không sai. Nó không sai như thế nào? Nó không sai là khi mà bạn tu chưa có được gì hết thì dĩ nhiên là bạn cần có bạn, đúng không? Ví dụ như bây giờ bạn ở nhà bạn không biết tu gì hết, nhưng mà khi mà hay là bạn tự nhiên bạn thấy bạn thối lui, bạn thấy bạn thối sụp, không có tinh tấn, thiếu tính tâm, nhưng bạn vào làng đọc những cái câu mẫu chuyện mà chính những người trong cuộc đã bị giống như bạn, bây giờ họ viết lên và họ đã thoát ra như thế nào, thì khi bạn đọc đó, có phải là cái tâm của bạn lúc này là nó bừng khởi lên không, nó phừng phừng lên không, nó hừng hãy không? Phải rồi, đó nó gọi là tu hành có bạn. Chứ còn thí dụ bạn đã biết hết tất cả mọi thứ rồi, bạn vô đó làm gì, thêm nhốn nháo nữa, phiền não. Bạn ở nhà bạn tu mình bạn không sướng sao? Mắc gì phải vô trong làng ta làm gì? Đúng, ok. Rồi bây giờ câu hỏi chót cùng một bạn tên là Lê Mừng hỏi là thầy có thể nói rõ hơn giữa tâm và ý không ạ? Hai cái đó có khác nhau không? Tâm đó là mình nói chữ tâm là vì nó trùm khắp và nó giống như hư không. Nó không có bờ mé, nó tại vì nó trùm khắp cho nên nó không có bờ mé. Nhưng mà khi mà quý vị dùng cái suy nghĩ đó thì dĩ nhiên là nó có bờ mé. Tại vì bạn nghĩ về một việc gì đó thì bạn chỉ tập trung vào việc đó thôi, nó ở gần bạn lắm, bạn không thể nghĩ nào xa được hết, đúng không? Cái ý nghĩ tức là tại vì nói trong tâm, mình dùng cái chữ tâm đó thì nó có một cái gọi là chân tâm và một cái gọi là vọng tâm. Vọng tâm là gì? Vọng tâm tức là ý nghĩ. Tại vì nếu mà bạn tu đúng đó thì từ cái gọi là mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý đó thì tới cái chữ ý là cái thức thứ sáu. Ok, thì khi mà cái biết của tai, cái biết của mắt, cái biết của lưỡi thì cho tới cái ý thức đó là cái thứ sáu. Thì bây giờ khi mà mình tu mà mình tu đúng đó, thì mình sẽ biến cái thức này, cái ý thức này đó nó chuyển thành cái vào trong cái mạng na thức để mà nó lên cái thức thứ tám được thành đại viên cảnh trí. Thế thì bây giờ nếu nói như vậy đó, bạn sẽ không biết là tôi đang nói cái gì cả. Thấy chưa? Nó quá quá là cao siêu thì cái chuyện này thôi mình bỏ nó qua bên đi. Mình không cần phải nói tới cái chuyện đó. Nhưng mà mình có thể biết được rằng hễ cái ý đó, tức là cái vọng tưởng do cái suy nghĩ của mình. Ý là nó phải đến từ cái suy nghĩ, mà hễ suy nghĩ thì nó không còn là vọng tâm, nó không còn là tâm nữa mà nó trở thành vọng tâm rồi, chứ nó không phải là cái chân tâm. Bây giờ để làm sao cho bạn biết được cái chân tâm nó là cái gì nha. Giờ tôi thí dụ nha. Nếu với chân tâm là chưa có cái suy nghĩ khởi lên, chưa có phát triển cái ý nghĩ của mình từ ngay cái khởi thủy đầu tiên, tức là cái zero second, cái giây phút số 0 chứ không phải là giây phút số 1. Cái giây phút số 0 tới cái giây phút số 1 nó đều là 00. Thì cái này gọi là chân tâm. Giải thích như thế này. Câu hỏi này rất là hay á. Ví dụ như bạn đi ra ngoài đường với một người chân tâm nha. Bạn đi ra ngoài đường, bạn thấy xe đụng một người bụp một phát văng ra xa, thấy máu me tùm lum. Với chân tâm bạn sẽ làm cái gì? Việc đầu tiên là bạn đang làm bất kể cái gì không cần biết, bạn bỏ ngay và bạn chạy tới để xem bạn có thể giúp được gì cho cái người đó. Đó gọi là chân tâm. Mới đầu thì bạn cũng làm cái việc chân tâm đó, bạn chạy tới và bạn cố tình bạn giúp cái người đó. Nhưng khi mà bạn đến đó, bạn nhận ra cái mặt của người bị thương đó rồi, cái người đó là một kẻ thù của bạn, đã từng cướp lấy hàng rào, giăng dây hàng rào để cướp cái đất của bạn. Khi bạn tới bạn nhìn thấy cái mặt này rồi, đổi ý, không muốn giúp nữa. Bây giờ cái đó nó còn chân tâm nữa không? Không. Ngay cái lúc đầu tiên bạn không có suy nghĩ gì hết đó. Tại vì sao? Chúng ta là con người, hãy thấy một người gặp nạn lập tức chúng ta làm ngay. Đó gọi là chân tâm. Chân tâm là gì? Chân tâm là cái mà nó phản ứng tự nhiên, không, đó là tự động nó phản ứng như vậy. Nó không có bắt ép, không có ai kêu, không được học hỏi, không được nằm ở trong một cái hệ mà mình đặt để, gọi là đánh dán nhãn đó. Mình không có. Cho nên ví dụ
Khi đó bạn đổi cái tâm Phật của bạn, tại vì khi mà bạn đến bạn, bạn mong cứu người đó, tức là bạn là Phật. Thì lập tức khi mà bạn nhận ra đây là một cái người cướp giật của mình, hay là cái người này đã từng đánh đập mình, hay là cái người này đã từng ăn giật của mình. Tự nhiên mày không phải ăn giật mình tao, mà mày ăn giật rất là nhiều người, cho nên cái chuyện mà mày bị nằm đây đó rất là xứng đáng. Bây giờ bạn đổi cái tâm Phật của bạn vào cái tâm địa ngục, cái tâm súc sanh, cái tâm ngạ quỷ, cái tâm Atula, tâm thần, không phải là tâm của Phật nữa. Atula tức là thần đó, hay là quỷ đó, gọi là quỷ thần. Như vậy thì bạn thấy rõ ràng không? Khi cái ý nghĩ, chỉ cần cái vọng tưởng, cái ý nghĩ này là nó từ đâu vậy? Tại vì bạn nhận ra được những cái mà người đó làm. Nhưng mà nếu mà với Phật tâm đó thì nó khác. Nhìn thấy thì vẫn thấy đây là một cái người đã từng làm những cái điều không tốt gì với mình cả, nhưng mà cái đó nó không có dính dáng tới cái chuyện là mình phải cứu họ. Cái chuyện mình cứu họ là cái bổn phận của mình phải cứu họ, đương nhiên là mình phải cứu họ, chỉ vậy thôi, đâu có đặt ra cái vấn đề gì khác nữa đâu. Cho nên ý nghĩ là cái mà nó dẫn dắt quý vị, gọi là vọng tưởng. Đó. Và cái vọng tưởng này là sao? Ý nghĩ trong người mình nó cứ liên tục, nó kéo mình đi theo cái chiều hướng mà nó muốn nghĩ. Chứ nó không phải đúng. Còn đối với chân tâm đó là nó đúng. Cho dù bạn có làm bậy thì đối với chân tâm nó vẫn cứ đúng. Chính vì như vậy mà trong kinh Bát Nhã mới nói là không đúng cũng không sai. Tại vì trong chân tâm nó không có, trong tâm của bạn nó không có đúng, không có sai. Cho nên mà cứ hễ nói chuyện về anh làm vậy nó mới đúng, anh làm kia nó mới sai, thì cái này nó không đúng. Tại vì đối với chân tâm nó không có cái chuyện đúng hay không đúng. Cái chuyện đối với chân tâm là nó không phải thờ Phật thì mới đúng, không thờ Phật thì không đúng. Nhưng mà nếu anh có phương tiện thì anh thờ Phật, không có phương tiện thì không thờ, chỉ vậy thôi. Chứ không phải là anh thờ Phật thì phải sạch sẽ, chứ anh thờ Phật mà không có sạch sẽ là không đúng. Thế nếu người ta nghèo, ta ở trong đống rác không được thờ Phật ảnh. Cho nên chúng ta phải hiểu tất cả hệ tâm là không có suy nghĩ, không có đặt ra những cái vấn đề. Hễ anh còn đặt vấn đề, tức là anh biết rằng là tâm của anh không tốt, nó sai. Dù cho anh nghĩ tốt nó vẫn cứ sai. Ok rồi, bây giờ chắc kết thúc chương trình thì nhờ anh đưa một lời khuyên và để cho kết thúc chương trình nói chuyện ngày hôm nay của mình. Đối với tu Phật đó là tu tâm. Hình như nó có cái tiếng vọng lại ở trong bên của anh. Mà mình đã biết là đối với tu Phật là tu tâm, thì nó không có một cái lý do gì mà mình phải làm bất cứ một việc gì mình cũng phải đặt để là không biết làm vậy nó có đúng hay không ta. Làm vậy không biết nó có sai hay không ta. Xin thưa, nếu đã là tâm thì nó không có đúng sai. Nói tới cái chuyện tu tâm không có đúng sai, không có nghĩa là mình luôn luôn nghĩ tới những cái chuyện làm bậy. Tại vì anh làm bậy, anh nghĩ tới cái chuyện làm bậy, tức là anh đã có cái ý tưởng rồi. Vậy là nó phải bậy. Dù anh làm đúng nó còn bậy nữa, huống là anh làm bậy. Còn đối với mình tu Phật đó, mình đã nói là tu tâm, thì bây giờ khi mà mình đem tượng Phật về mình làm gì? Thí dụ mình thỉnh được tượng Phật về, hay là mình thỉnh một cái hình ảnh của Phật về. Vậy thì cái việc đầu tiên của mình là mình muốn tìm cái cách làm sao để mà mình an vị Phật. Vậy thì Phật là Ngài đã an rồi, mình cần phải an vị Phật. Sở dĩ mình an vị Phật tức là để mình an mình đó, để mình an tâm mình đó, chứ không phải là để mình an Phật gì hết á. Bởi vì Ngài đã an rồi, cần gì đâu mình phải đặt vấn đề nữa, đúng không? Sở dĩ mình làm cái lễ an vị Phật là để cho tâm mình an. Mình làm cái gì mình cũng làm cho mình hết á, cho mình cũng làm cho Phật. Vậy thì khi mình tu tâm, tức là mình nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược gì cũng chỉ nói có vòng vòng mình thôi, chứ mình đâu có nói ai khác đó. Các bạn tu sao tu không biết, nhưng mà hễ sai là mình sai, chứ không có cái vụ mà người ta sai. Mà đúng thì người ta đúng rồi, chứ không có cái vụ là mình đúng nhé. Vậy mới thành ra cái điều đó là cái điều mình phải hiểu. Với anh là rõ. Về lời khuyên cho ngày hôm nay là tu tại gia và tu trong chùa thì với anh thì cho một lời kết luận. Dĩ nhiên cái kết luận là mình nên tu tại gia. Tại sao? Tại vì cái thời đại này chắc không phải là mình nói rằng là ở tu ở chùa nó không tốt. Tu ở chùa rất tốt. Tại sao? Tại vì chùa sẽ có đông thánh chúng hơn. Để mà tu nếu cái chùa đó là chùa tu đúng. Chùa không phải lập ra để mà đi cúng sao giải hạn, hay là cứ làm ba cái chuyện hầu đồng hầu bóng, hay là để mà kiếm tiền ví dụ vậy, thì chắc chắn là đến chùa tu là tốt.
Còn nếu mà tới cái chùa mà chỉ có nghĩ tiền 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 đó thì dĩ nhiên tới đó là xấu rồi, đó là mình không bạc. Nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa thì thời đại này tu tại gia nó vẫn dễ hơn, nó đơn giản hơn, nó không bị câu thúc, nó không bị gò bó, nó không bị ép buộc gì cả, thì dĩ nhiên là mình tu nó phải 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 tốt hơn, nó dễ hơn, phương tiện nó nhiều hơn. Vô chùa tu nó rất là khó. Rồi. Cảm ơn anh. Cảm À, ơn tất bà, cả các để bạn đã nói cái này nữa là con Oanh nó đã nói chuyện với thầy Như Hải, thì có thể là một vài tuần gì đó khi mà cái nhân duyên nó đủ rồi đó thì thầy Như Hải sẽ lên Hoàng Quý Sơn Channel đó, để mà cùng nói chuyện với anh. Thì như vậy nó sẽ rất là hay, cái chương trình đó anh nghĩ sẽ rất hay. Và đặc biệt là thầy sẽ, tại vì thầy chuyên tu về chú Đại Bi, thầy sẽ lên thầy hướng dẫn cho quý vị về 42 thủ nhãn, tại vì thầy hiểu rất rành về 42 thủ nhãn, chỉ cho các bạn tu về 42 thủ nhãn như thế nào. Ok. Quý quá chị, chừng nào vậy anh, khi À, nào? thì hopefully là mong rằng là nó sẽ đến rất là nhanh. Thầy đã đồng ý với con Oanh rồi, tại vì hôm đó Oanh hỏi thì thầy hoan hỉ, thầy nói là thầy cũng rất là muốn lên. Nhưng mà tại vì thầy nói muốn lên thì muốn lên, nhưng mà con làm sao làm, đừng có để mà Phật tử hỏi nhiều quá, giống như hỏi thầy Hoàng Quý Sơn là thầy không làm được, chỉ có thầy Hoàng Quý Sơn mới mới trả lời nổi mới mới trả lời nổi bằng đó dân chúng trong làng, chứ thầy thì không thể làm được cái chuyện đó, cho nên con phải cẩn thận, phải phải khéo léo. Vậy thì Mà có thể ngày hôm đó cho làm đó là chúng ta sẽ tới tới nhà của anh làm, tại vì vậy nhà của anh có cái phòng nữa, giống như cái studio rồi đó, mình làm ở đó nó sẽ rất là thuận tiện. thì mình tập trung câu hỏi quan trọng để thầy trả lời thôi, còn không không có đặt câu hỏi như À, như như vậy. thì mình sẽ nghĩ ra một cái format, nhưng mà cái điều mà anh nghĩ là làng ta sẽ rất là thích Hoan hỷ. khi mà thầy thầy Tốt thầy Như Hải lên. Yeah. quá. Anh ơi, trước khi dứt lời, đồng mới 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 cho một cái tin vui cho làng ta nè, một em Minh Tâm chia sẻ nè, hôm nay là tin vui nha. Trước khi dứt cái livestream này, xin chia chia sẻ cùng anh với tất cả các quý vị trong làng của mình nè. Bạn Minh Tâm nói là: con chào thầy, con đã nhận được phước lành từ chư Phật và thầy. Sau gần 3 năm cưới, con đã có bầu. 2 năm trước, con bị lưu thai tự nhiên. Con biết đến Phật Pháp nhưng chưa chỉ đến tháng 7 2020 con được vào làng ta. Con bắt đầu tu tập. Sau đó, con trì chú, lạy sám hối và xin chư Phật gia hộ cho vợ chồng con có tin vui em bé. Con đi siêu âm canh trứng nhưng không đậu. Tháng sau con vẫn trì chú như vậy, nhưng con phát nguyện thêm: con xin chư Phật, chư vị Bồ Tát gia hộ giúp đỡ cho các bạn của con và bạn của đồng nghiệp với con. Xin cho hội chị em cũng có thể biết đến Phật Pháp mà tu tập. Và rồi tháng này con đậu thai tự nhiên thầy ạ. Một cái Tết thật vui với vợ chồng con vẫn đang trì chú và phát nguyện xin cho các bạn kia của con cũng sớm nhận được phước lành như vậy. Con cảm ơn thầy, con run quá, viết mấy dòng cũng run ạ. Thật là hoan hỷ. Nếu mà cái bạn này đó mà được mà tốt hơn nữa đó, thì trong khi mà mang thai như vậy đó, mỗi ngày mình cầu nguyện là chư Phật chư Bồ Tát gia trì ủng hộ và cho mình có được cái nhân duyên với cái đứa cái bé đó, và mong cầu sao cái đứa bé nó sinh ra đó, nếu mà nó không đi tu được, nhớ nha, nếu mà nó không đi tu được thì ít ra nó cũng là một người, nó không làm được tu sĩ thì nó phải là một cư sĩ, và nó mang Phật Pháp đến cho tất cả mọi người, rồi làm lợi ích cho tất cả mọi người, chứ không phải cho mình, cũng không phải cho gia đình mình, cũng không phải cho nó. Mà nếu mà ngày nào mình cũng có cầu nguyện, mình có 9 tháng 10 ngày để mà mình cầu nguyện cho con mình, thì làm sao cái đứa bé này nó ra mà nó không đẹp như là thần nhân giáng thế được, nó không làm sáng sủa và tinh anh được, rồi nó lớn lên làm sao Không nó không tốt. đi làm lợi ích cho chúng sanh được, đúng không? Tại vì mình, những cái tinh hoa mà mình tu bồi cho nó mỗi ngày đó, suốt 9 tháng 10 ngày đó, biết là bao nhiêu. Cho nên đó là những điều mà các bạn nếu mà sau này có thai đó, nên nói với con mình như thế, với bào thai như thế, mỗi tối
mình cứ nói chuyện và mình cầu nguyện, và mẹ cũng mong là con khi ra đời đó, dù con có phước đức có thiếu kém đến mức nào không cần biết, không thể giàu có được thì ít ra cũng làm lợi được cái gì đó cho chúng sanh. Còn nếu mà được giàu có thì nên trở thành một người rất giàu có để đem cái phước đức này đến cung phụng cho chúng sanh, làm tất cả vì chúng sanh. Đó. Thấy không? Thì như vậy nó mới tốt được, đúng không? Bây giờ anh nói đơn giản như vậy. Ví dụ như bây giờ như anh, người ta tới, những người khổ họ tới họ khổ thì anh phải giúp cho họ rồi chưa kể. Mà đôi khi không những giúp cho họ bằng cái lời nói, bằng cái cách hướng dẫn hay giáo dục họ không, mà còn giúp bằng tiền bạc nữa. Thấy không? Yeah. Thành ra nếu mà mình mà một cái người mà đi tu mà vì chúng sanh thì chắc chắn là mình không phải là cái để mà mình có lợi, mà mình làm sao để cho họ có lợi chứ không phải là cho mình. Đúng không? Yeah. Yeah. Hễ mà cái người nào mình dòm mình dễ thấy lắm, hễ cái người nào làm gì tới làm gì lui rồi cũng để lợi cho họ, tức là mình biết chỗ nó sai mình không nên tới. Vậy thôi. Ok, nhưng mà đây là một cái tin tức rất là vui. Các bạn sau này nếu mà có con thì nên tu như vậy. Mỗi ngày mình nên nói như vậy để cho mình làm cho cái đứa con của mình đó, cái tinh hoa nó càng lúc nó hội tụ được nhiều hơn nữa nha. Yeah. Ok, cảm ơn anh. Rồi Vũ Anh thì xin kính chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của livestream Hoàng Quý Sơn Channel. Cầu mong là mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả những người đang gặp khó khăn ở Houston cũng như tất cả những vùng lân cận mà đang vừa cơn bão tuyết vừa qua. Với lại cũng cầu xin mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả những các bạn, những người mà đang sống trong những vùng dịch bệnh ở Việt Nam mình, thật sự đang gặp khó khăn như vậy, thì Vũ Anh và anh Sơn cũng xin chia sẻ với tất cả các bạn những cái đó, và cầu xin mọi người mau sớm qua khỏi cái đại dịch này. Dạ, yeah. Kính chào anh Hoàng Quý Sơn và chào tất cả các bạn. Xin chào Vũ Anh, và đặc biệt đó là trong cái việc mà bị dịch ở Việt Nam đó, thì các bạn nào nếu chưa biết cái phương pháp niệm số của tôi thì các bạn nên tìm hiểu là cái cách niệm khi mà bị nhiễm Covid đó, thì các bạn hãy nên đọc cái số là 12600 22600, các bạn nhớ nha. Mà nếu các bạn ở trong làng đó thì các bạn nên niệm 12600 2600, Nam Mô Dược Sư Phật. Còn nếu các bạn không ở trong làng thì các bạn không cần phải niệm cái danh hiệu đó làm sao. Các bạn có thể niệm bất cứ danh hiệu nào các bạn thích, hoặc giả là ngay cả như đạo Chúa thì các bạn cũng cứ niệm cái câu thánh hiệu của Chúa vậy thôi. Thì hoặc giả là nếu mà các bạn không có theo đạo nào thì không cần phải đọc cái gì hết, chỉ đọc con số, tại vì số tự nó là thuốc rồi. Thì các bạn nhớ, nếu các bạn đọc cái điều đó, đọc cái những con số đó suốt trong thời gian các bạn bị nhiễm Covid, tôi chắc chắn với các bạn, nhất định các bạn sẽ không chết. Ngày hôm qua đó thì tôi tới nhà con Oanh Đỗ để mà ăn birthday. Thì Oanh Đỗ nó bị bệnh, không biết là nó nhiễm Covid hay gì đó, mà bắt đầu nó sợ, nó nước mũi, nước mày chảy lôm hết, nước mũi nước mắt chảy tình em. Yeah. Rồi nó cứ khỏe khẹt đó. Thì hôm qua tôi về, tối nay sáng nay đó thì bắt đầu thấy cuống họng ở đầu. Tại ở đứng gần quá mà nó không có đeo khẩu trang gì hết thì cũng bình thường. Thì bắt đầu cuống họng hơi đau. Sáng nay đó nó hơi đau chút thì tôi đọc chút xíu mười mấy phút đó, rồi trước khi làm chương trình này là coi như là bây giờ quý vị thấy tôi coi vấn đề gì đó. Cho nên mấy cái vấn đề mà nhiễm Covid hay gì đó đừng có sợ. Chúng ta có cái thuốc mà thuốc thần chứ không phải thuốc thường. Cho nên các bạn cứ đọc cái số đó, tôi dám bảo đảm với các bạn không ai chết hết. Tại vì tôi là mấy cái bệnh đó là tôi chữa bình thường lắm, cho nên là các bạn cứ thử đi, làm đúng như vậy các bạn sẽ không sao. Rồi, bây giờ thì xin chào Vũ Anh và xin kính chúc Vũ Anh cũng như tất cả các bạn, các quý vị ở trên toàn thế giới đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Và kính mong rằng là những quý vị nào ở Houston mà bị nhiều cái việc không hay nó xảy đến trong cái nhà nha, chứ không phải là gia đình không, mà cái nhà của mình giống như là bể ống nước này kia rất là nhiều, thì cũng mong là quý vị biết được những cái người mà họ claim bảo hiểm cho thật là tốt, và mình cứ việc file với họ để mà mình lấy được những cái quyền lợi cần thiết nhất cho gia đình mình. Và mong rằng là quý vị cứ ráng cầu nguyện để mà
họ trả cho mình đúng với cái điều mà nó đang xảy ra, để quý vị không bị thua lỗ. À, vì khổ lắm, nhà ai mà đã bị cái đó rồi sẽ biết, nhìn cái nhà nó giống như cái đống rác vậy đó. Nó khủng khiếp lắm, nước mà nó chảy ra rồi nó, ôi cha, nhìn nó ghê lắm, tường vách gì là nó không còn gì nữa hết. Thành ra mong là quý vị sẽ sớm vượt qua những cái khó khăn đó. Xin kính chào toàn thể quý vị. Kính chào anh.